Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cao điểm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tối ngày 7 tháng 1, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự và Công an xã Hiệp Phước, Công an huyện Nhà Bè đi tuần tra, kiểm soát cơ động, kết hợp kiểm soát tại một điểm theo kế hoạch. Lúc 20 giờ 20 phút, tại khu vực văn phòng ấp 1 số 725 Nguyễn Văn Tạo, ấp 1 xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tổ công tác phát hiện anh NXT, 35 tuổi, quê Tây Ninh, chạy xe máy có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, yêu cầu xuất trình giấy tờ có liên quan. Kết quả đo cho thấy anh Tê vi phạm nồng độ cồn 0,925mg trên một lít khí thở. Anh không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và căn cước công dân. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi vi phạm, tạm giữ và niêm phong xe mô tô theo quy định. Anh Tê đã ký tên xác nhận vào các biên bản do lực lượng chức năng lập. Một tiếng sau, anh Tê cầm theo hai chai nhựa chứa xăng, vừa đi vừa đổ xăng lên người và đi thẳng vào văn phòng ấp 1, nơi tổ công tác đang làm việc, dùng bật lửa tự thiêu. Ngay lập tức, tổ công tác cùng người dân dập tắt đám cháy và đưa anh Tê đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nhà Bè. Vì vết thương quá nặng, sau đó anh Tê được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy. Đến 8 giờ 55 phút ngày 8 tháng 1, anh Tê tử vong tại bệnh viện trợ rẫy. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Nhà Bè đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhà Bè, Công an xã Hiệp Phước khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ xác minh điều tra vụ việc. Qua làm việc với người yêu của anh T là chị TTBT, ngụ huyện nhà bè và một số người liên quan, bước đầu công an xác định anh T và chị BT quen biết nhau từ tháng 11 năm 2022. Sau thời gian sống chung như vợ chồng, hai người thường xảy ra mâu thuẫn, anh T hay ăn nhậu, ghen tuông và đánh đập chị BT. Trong một lần mâu thuẫn, anh T dùng kéo đâm và dùng điện thoại đánh vào đầu bạn gái. Do sợ hãi, từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến nay, chị BT chuyển về ở cùng gia đình nhưng không nói cho người yêu biết. Từ thời điểm này, anh Tê thường liên lạc và thông qua nhiều mối quan hệ đe dọa sẽ giết chị T và người nhà. Đến chiều ngày 7 tháng 1, trong khi đi tìm nơi ở mới của người yêu, anh Tê gặp một người bạn của chị này và tâm sự là hai người không còn sống chung. Bản thân buồn chán và có ý định giết chị BT. Tối cùng ngày, anh Tê liên tục gọi điện cho chị BT nhưng do bận công việc nên chị không nghe điện thoại. Trích xuất nội dung điện thoại của anh T, cơ quan công an ghi nhận có nhiều đoạn tin nhắn thoại trên Zalo và nhiều video clip anh T tự quay gửi cho bạn gái với nội dung sẽ tự tử tại văn phòng ấp 1, nơi tổ công tác đang làm việc. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, việc tổ công tác của công an huyện Nhà Bè kiểm tra nồng độ cồn đối với anh NXT được thực hiện theo kế hoạch. Quá trình kiểm tra, lập biên bản được thực hiện đúng theo quy trình quy định.